văn phòng không ạ? Cho em xin tiền bảo kê. Thì kê gì anh? Ai cho anh bán sầu riêng ở đây đấy? Dạ anh bán đây. Anh có biết đây ở đâu mà bán? Em Hưng ơi. Lấy dao không? Mày thấy dao bén không? Sao anh mày hốt hoảng ấy? Hả? Hả? Biết chị. Anh nhát gan lắm. Nghe giang hồ bảo kê là sợ lắm. Ôi, đấy, vụ gì ấy? Ui, đâu lắm tiền ấy, nhiều tiền đâu. Đây đâu rồi? Chào khán giả nè. Xin chào bạn em mình là Hưng đây, mình là Hậu đây. Ê, ngày mới chúc tất cả mọi người vẻ nhá. Hậu ơi, dạ, anh vừa lấy được một mẹ ít tiền hả? Lấy trộm tiền mẹ á? Sao lấy trộm tiền mẹ? Mẹ đánh đâu anh? Vớ vẩn. Có tiền sầu riêng không? Có. Sao chưa? Vào Việt Nam là đặc sản là sầu riêng đấy. À, ê, sao anh không dừa? Ừ, đấy anh bỏ mày ra đấy đấy. Thế á? Ừ. Ui. Dầu riêng Hương Dường thấy bảo ngon lắm, em chưa ăn bao giờ luôn. Nhưng mà hả? Một mình anh lấy thì hơi lạ, bây giờ phải chia đôi em ạ. Thôi chia đôi làm gì, em 2,5 triệu, anh là 2,5 triệu. Thôi thôi cái không chơi á. Thế bây giờ anh 2 triệu mày anh 3 triệu mày 2 triệu đâu? Thế cũng được. Đây nhá, đấy để chia đều ra tội cho nó nhẹ hơn. Anh 3 triệu còn nặng hơn này, em okay. Có 2 triệu bộ ạ. Đấy mua hết 5 triệu đi, thế nhiều lắm, mua còn mang về ăn nữa. Mày chả mấy khi ra Sài Gòn các bạn ạ. Đấy, chả mấy khi ra Sài Gòn là phải ăn thật đã. Chỗ này có mà mua mấy bao tải luôn. Đấy, thì các bạn ơi, thì hôm nay bọn mình các bạn ạ, mình đã lấy 15 triệu để tí nữa ra cho anh Khương Dừa để mua sầu riêng các bạn nhá. Đấy, mình thấy anh Khương Dừa bán sầu riêng thấy bán rất là mọi người khen rất là ngon, thì hôm nay mình cũng muốn thử ra đấy là mình mua để ăn xem nó ngon như thế nào các bạn nhá. Với lại mình thấy anh Khương Dừa cũng có tấm lòng tốt các bạn ạ. Rất hay giúp đỡ người khó khăn hơn ấy. Thì mình muốn ra mua sầu riêng ở đấy là để ủng hộ anh đấy, để anh Khương Dừa lấy tiền giúp đỡ những người khác, người khó khăn hơn các bạn nhá. Đấy, hôm nay mình với em trai mình sẽ ra đó mua sầu riêng để ủng hộ cho anh Khương Dừa các bạn nhá. Hôm nay bọn mình sẽ chơi lớn mà mình mua 5 triệu luôn đấy. 5 triệu mấy bao tải luôn. Đấy, mình nghĩ là 5 triệu để mua hết cái sầu riêng à? Không đâu. À, quán đấy. Đây. Anh Khương Dừa em thấy mấy lần quay anh quay nhiều lắm. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là lấy 5 triệu thì mua hết quán luôn đấy các bạn ạ. Đấy. Khi hôm nay anh không đủ để bán cho mình ấy nhỉ. Không biết à. Đấy thì nhưng mà bây giờ mình không biết các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ không lên tiền nữa. Anh em mình sẽ đi ra mua sầu riêng các bạn nhá. Để mua về xong cho mẹ mình thưởng thức sầu riêng của anh Khương Dừa luôn các bạn ạ. Rồi đi cô. Về thay quần áo. Phải về thay quần áo đã. Ừ, thay quần áo đã, đi luôn. Đi, đi. Okay. Đi luôn. Mình đến chỗ anh Khương Dừa bán sầu riêng các bạn nhá. Có biết anh Khương có ở đấy không á? Ý nhà mình phải dọa anh Khương một trận. Tôn anh Khương. Tôn anh Khương. Tôn anh Khương. Đây mình đã tôn anh Khương các bạn nhá. Anh ơi, cho em xin tiền bảo kê. Thì kê gì anh? Ai cho anh bán sầu riêng ở đây đấy? Dạ anh bán đây. Anh có biết đây ở đâu mà bán? Em Hưng ơi. Lấy dao không? Mày thấy dao bén không? Sao anh mày hốt hoảng ấy? Hả? Hả? Biết chị. Anh nhát gan lắm. Nghe giang hồ bảo kê là sợ lắm. Em thấy anh bán sầu riêng đây thì anh quay suốt mà. Giờ mày thu nữa không? Dạ. Thu nữa không? Dạ. Vô nào vậy? Vô nào vậy? Em vừa mới vào hôm qua. Anh chấm tiền. Mua hết sầu riêng của anh. Mua sầu riêng luôn hả? À? Mua hết. Sầu riêng anh ngon lắm, để anh khui cho ăn thử nè. Rồi. Ăn thử xong rồi ngon thì mua về bỏ biếu bà con cô bác. Bữa giờ quay clip rồi sao vậy? Hôm nay em vào đây chủ yếu là thăm anh, với lại thưởng thức sầu riêng của anh. Này cho mẹ bữa nay vô cho anh nữa hả? Và... anh là anh phản ứng thiệt không nha? Vô Sài Gòn, vô Sài Gòn có việc hay gì? Em vô Sài Gòn có việc hả? Biết khui không? Thử đi. Dạ, thôi, em, thử đi. Em chưa khui bao giờ. Em chỉ ăn thôi. Dạ. Thôi khui, thử khui cho biết. Ở ngoài quê, ngoài quê em có sầu riêng không? Của em có nhưng mà em cũng ít khi ăn lắm. Ngoài có trồng không? Nhưng mà thấy vào trong miền Nam đặc sản là sầu riêng rồi. Đúng rồi. Em vào đây thử. Anh bán cả tháng nay rồi. À. Sao hôm nay mới vô vậy mà đầu mùa không vô? Đây để khui cho hai. Thế anh ha. Anh có đủ sầu riêng để bán cho em không? Nhiều. Em ăn trộm mẹ 5 triệu liền. 5 triệu luôn hả? 5 triệu luôn. Ăn trộm lần nhiều nhiều giác 100 triệu luôn. Mày ăn trộm đã
sầu riêng à? Em cho đã đời hả? Ê. Wow. Rớt rồi. Anh đi đâu? Đây đây đây. Mời các bạn nha. Anh Cường ăn nha. Đây có bao tay móc ra mà anh đi bé. Để bé em móc ra. Sầu riêng dễ ăn lắm các bạn, ngon lắm. Ngon. Ngon không? Ngon. Sầu riêng này là sầu riêng Thái Lan. Tốt rồi, sầu riêng Thái Lan, mỏng thon á. Cái giống này sầu riêng này, giống sầu riêng này là mắc nhất. Nhưng mà trồng ở đâu anh? Này trồng dưới đất á em. Bây giờ hả? Ủa nhưng mà được thử anh. Ăn đi, này mời mà. Ăn đi, ăn khui thì anh ăn mà. Tuyệt vời. Ngon không? Quốc miếng bự á. Quốc miếng bự nó mới đã. Ngon lắm các bạn ơi. Nè, quốc miếng bự á. Sầu riêng ngon anh nhỉ? Cái này mà ăn vỏ nó ngon hơn. Nhiều người không biết ăn, người ta bỏ vỏ uổng á. Cái vỏ này ăn được gì? Bỏ cái vỏ này ngon lắm. Thế à? Cái này em thử đi, cái vỏ nó bùi như khoai lang vậy á. Ăn thử đi. Đây các bạn này. Ngon à? Anh cho em à? Cho này. Nhặt vẹt nha. Anh cứ này chơi lại mình các bạn à. Tuyệt vời. Ngon không? Ngon lắm anh ạ. Thế bây giờ là anh đưa 5 triệu đâu? Có tiền không? Em không có anh. Tại hàng này nó hay tròn lắm, mình phải cẩn thận với hàng nó. Đâu? Đây. Đâu, đếm thử rồi. Đếm anh tiền thôi mà. Anh đếm đi. 5 triệu đấy. 5 triệu đấy. 4 5 6 7 8 9 10 rồi. Nè, có gì? Bà còn nhiều không mà ăn cắp có 5 triệu vậy? Dạ. Bà còn nhiều không mà sao ăn cắp có 5 triệu vậy? Mấy tạ thóc rồi anh nhỉ? Nhiều à. Ấy da. Ôi giời. Rớt nữa vậy. Mấy tạ thóc hả? Mấy tấn á. Còn cả tấn thóc á. Cả tấn thóc á. Nè. Nhưng mà ở ngoài Bắc bà con cô bác cũng hỏi mua của anh đó, nhưng mà không có chuyển ra được. Chưa chuyển ra được. Xa, thế nên phải đích thân vào đây. Ừ. Em đi từ Bắc vào Nam để mua sầu riêng. Vậy nè, ăn sầu riêng mất tiền lắm á. Đúng rồi. Tại vì đi tốn vé máy bay. Cũng tiền xe, tụi ăn ở. Ủa anh bán bao tiền một ký? Này 100 ngàn ký. Nếu em 5 triệu là 50 ký á. 50 ký. Ừ. Nhưng mà từ lấy là em thấy anh ở đây có mỗi mấy quả cả. Còn nhiều lắm. Thế à? Ờ. Cái này có mà ăn là tháng mới. Thôi, để anh đi cân cho. Vâng. 5 triệu phải không? 50 ký phải không? 5 triệu nha anh nha. Ờ. Rồi. Ui. Phân bổ anh. Hả? Phân bổ. Giờ con vỏ ngon. Đó, trong ghi rồi. Anh trêu em à, con độc vỏ này. Để con vỏ không mua được không? Đó, ăn được đâu rồi, ăn được đâu rồi, anh được đẹp rồi, anh trêu em. Hai mày ăn vỏ chứ, vài bữa có sầu riêng tôi khui, tôi gã bạn ơi, anh không thừa trêu mình mà mình ăn vỏ mà. Em muốn mít đâu? Mít ở quê em có anh rồi mà. Có hả? Em có sầu riêng thôi. Bữa không? Giờ còn mít chứ bữa nha. Bữa nhà em có. Cái gì cũng có mà đi đâu vậy, chị vậy? Cái gì cũng có. Sầu riêng chứ. Sầu riêng thôi hả? Sầu riêng đâu anh? Má chứ còn nhiều lắm nè, tới đây. Ơi, đã mình rồi. Đây nè. Ui. Còn nè. Có đủ không anh? Nhưng mà cái này anh bán cho người ta rồi. Bán rồi đấy anh, em thì cho coi cho gì thấy sầu riêng nó ngon vậy. Anh mua mất rồi đấy. Mất rồi. Còn đây nè. Còn đây hai trái được không? Hai trái này. Ừ. 5 triệu em sao hai trái này? Thì 5 triệu lấy hai trái trước đỡ đi. Ủa sao lại mắc vậy anh? Thì lấy trước đi, mốt có chuyển ra sao nữa. Được không? Được không? Được anh ạ. cái này sao nghe bị sống hay vậy? Sao đứa nào cắt đít rồi? Nào cắt đít nhỏ rồi. Đồ 5 triệu anh. Ở dưới đây còn. Còn nữa. Chừng nào về quê? Em á. Hả? À? Em mua sầu riêng là em về luôn. Mua sầu riêng về luôn phải không? Wow. Đây, trái này mới giữ nè. Ủa, trái sầu riêng khổng lồ. Trời, lấy cái sầu riêng này về cho bà Tân review rã luôn đó. Sầu riêng siêu to khổng lồ luôn nè. Thế thì em mới bảo mua nhiều đây. Ừ, lấy hai trái này đi. Hai trái 5 triệu nghe hơi. Sao nó mắc vậy anh? Không phải hai trái 5 triệu mà giờ lấy 5 triệu rồi mình lấy hai trái trước rồi mốt anh chuyển ra xe sau, nữa thêm. Hiểu không? Vâng. Không có thì mùa sau anh chuyển. Còn không có nữa mùa sau nữa anh chuyển cho. Thực ra thì em hôm nay ra đây thì em thăm anh Cương với lại thưởng thức sầu riêng của anh. Với lại em thấy dạo đây anh hay quay những chương trình từ thiện. Em thấy cũng em cũng không có cơ hội để giúp
có hỏa thì nay em để lên mua sầu riêng để cho anh lấy xin tiền à, lấy xin tiền anh hả? Không. Anh em mua sầu riêng của anh để anh lấy thêm chi phí để tặng cho hỏa. À, mua sầu riêng giùm anh để anh có tiền lời đến giúp bà con cô bác. Đấy đúng rồi. À vậy hả? Thế đây là 5 triệu hai quả này thì em cũng chơi. Mua hai quả này 5 triệu luôn phải không? Vậy thôi tự nhiên bán hai anh em, hai em hai quả mà 5 triệu cũng kỳ thôi, thôi coi như là giống như là Khương Dừa hay Khương nhà đó, Khương Dừa hay có bán cái ổ mì 10 triệu á, ổ mì 1.000 đô á, giống như hai anh em nó giờ chơi sóc mua hai trái sầu riêng 5 triệu, con trái 2,5 triệu. Nhưng mà ngon đó các bạn, rất là đáng luôn đấy. Nhưng mà bữa nay hết rồi, bữa nay hết rồi, phải tuần sau mới bán lại. Vậy thôi để anh cân hai trái này ha. Coi như là cái này là hai Hưng với thằng Hậu nó mua để cũng tha thích ăn sầu riêng, tới thăm Khương Dừa rồi mua để giống như là để ủng hộ vậy ha. Em thấy anh làm đây cũng hay, quay một cái người hoàn cảnh khó khăn đấy. Ừ, mình tại mình đi làm mình cũng dành thời gian xíu sắp lên đi. Ồ cái này về kêu bà Tân bả bữa chắc vui lắm luôn. Lặng lắm các bạn, lặng lắm. Cái này mà rơi vào mông mà ngon lắm. Đây rồi. Ở trái này bự hơn nữa nè. Cái đó bự hơn nữa. Giúp mũi các bạn. Đi, đợi coi. Thôi thôi tới này khỏi cân, gói cho mẹ hai đứa thôi. Thôi vậy thôi để anh tặng hai tới bưởi nữa đi. Về khui ăn. Hôm mít nhà nó có cái bưởi nha. À bưởi nè nó cũng có. Rồi khỏi tặng. Đây. Này nè chờ. Cân mạnh đi mấy đứa. Cân anh đi. Đây đây cân mạnh đi. Cân mạnh. Ô. Trái sầu riêng này khoảng 4 ký mấy á. Siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ luôn á. Đúng với bà Tân luôn á. Này kêu bà Tân bà khui chắc vui lắm, kêu mẹ em khui á. Thấy không? Trái này là 4 ký rồi nè. Thấy không? Rồi, giờ bỏ xuống 4 ký. Rồi. Mấy ký không? Ồ, 5 ký. 5 ký rưỡi luôn à? 5 ký tơ 3. 5 ký 3. Ôi cái này em thách mẹ em ăn trái này rồi ăn cơm mới xỉu luôn. Này lớn trái này chắc sầu riêng nè. Trái này chắc bự nhất đám luôn nè quý anh dạ. Đúng luôn em hên vậy chứ. 5 cân rưỡi. Ừ. Trời. Nhìn sầu riêng này. Em biết khui không? Em không biết khui anh em. Không, không đừng có khui, em về em anh chỉ em cách khui, nhưng mà em về em khui với mẹ em á cho vui. Vâng. Rồi. Sao anh chị em nhá. Ừ giờ em về em đừng nói lấy tiền ăn cắp nhà mà em nói là anh Khương vừa tặng cho bả vui nha. Rồi. Rồi. Gói lại mình đi. Đầu cày hết đi. Cao lắm. Các bạn cái này em về em cứ để cho bả khui cho nó vui. Lần đầu tiên khui sầu riêng chưa, giờ mẹ em có khui sầu riêng chưa? Mẹ chưa. Chưa phải không? Bả mà khui trái này vui lắm nè, không biết sao khui luôn á. Nhiều khi bả lấy cuốc bả khui luôn á. Cuốc bả bữa luôn á. Thiệt chứ không? Vậy bây giờ nếu mà để cứ để cho mẹ khui đi, hoặc em thách hỏi sao mẹ biết khui là được rồi. Còn nếu mà là trường hợp mà mẹ không biết khui thì em cắt ra đây à. Rồi em cắt đây rồi em tách ra ha. Giống hồi nãy anh ta nè, cắt đầu cắt đuôi nè. Cắt đầu cắt đuôi cái nó tách ra dễ lắm. Gói lại anh đi mấy đứa. Ngon lắm các bạn ạ. Dạ. Ngon, thơm. Anh Khương Dừa mời mình ăn miếng này mãi không hết. Bùi không anh? Béo không? Béo, thơm, ngậy ngậy. Cua trái cây đó. Đặc sản của Tây Nam nó khác các bạn. Không ạ, uổng công mình đi từ Bắc Bao Lam để rước sầu riêng. Cái này là sầu riêng Thái. Còn một loại nữa mà rất hay ăn đó chính là di sáu. Ngọt. Ngọt nhỉ. Ăn một miếng mà vẫn muốn ăn nữa các bạn ạ. Khéo lại ghiền. Tí về bổ về ăn. Chứ ở đây chỉ ăn thử được một miếng thôi các bạn ạ. Rồi sao giờ chở máy bay hả? Cái này người ta không cho chở máy bay nha. Em sẽ để vào hành kiểu như gửi thằng đóng thùng phải không? Đúng rồi. Còn mấy thì phải mua vé máy bay cho bà vô đây bà ăn rồi về lại. Rồi. Nếu người ta không cho gửi thì phải kêu bà mua vé máy bay vô ăn nha. Nếu mà mẹ ăn là lại ngon là kiểu gì là mẹ cũng đòi vào đấy. Ừ. Rồi. Đây. Sorry nha, xin lỗi chị nghe. Dạ dạ không có. Ở đây anh Khương. Để tiền phải không? Tiền đi. 5 triệu. Rồi.
Nói chung mà hai em gắn ngoan nha. Đó, mình nhỏ như vậy mà biết làm thiện nguyện gì là rất là tốt nha. Rồi, đừng có phá mẹ nữa nha. Đây đây là số tiền của Hưng. Đầu mùa giờ Khương vừa bán sầu riêng cao nhất là 120.000 ký. Có trái sầu riêng cũng 300.000 nhưng mà đây là đầu tiên Khương vừa bán được hai trái sầu riêng mà được 5 triệu. Đó, nhưng mà đây tại vì hai bạn chắc là muốn ghẹo Khương vừa thôi chứ làm gì cầm theo 5 triệu để mua sầu riêng. Ý là hai bạn cũng muốn cầm số tiền này để đưa Khương vừa để giúp mấy hoàn cảnh khó khăn. Rồi cũng thay mặt những bà con mà khi bà con mà nhận được số tiền này nè, là hai mặt bà con cảm ơn Hưng với lại Hậu rất là nhiều. Nói chung là đây là tấm lòng mà quan trọng là đi từ ngoài Bắc vô tới đây chứ không phải là ở đây luôn nha quý vị dạ. Rồi ngồi người chung tay ít thôi, hai đứa gắn ngoan ngoãn nha. Dạ rồi, cảm ơn quý vị dạ rất nhiều nha. Bây giờ Khương vừa phụ bán cho mấy anh chị đây. Dạ rồi, chào biệt kênh của Hưng Vlog nha. Của Hưng Vlog hả? Rồi. Rồi về đứng gặp mẹ nữa nha. Bye bye hai đứa, về khỏe nha. Bye bye cho mẹ ở trước đây. Rồi bye bye hai đứa, hẹn gặp lại. Ngoan mày nhỉ, ngoan. Ngoan lắm các bạn ạ. Thơm lắm. Các bạn nhớ ấn like, subscribe YouTube nhá. Nhớ subscribe YouTube của mình đấy. Nhớ subscribe. Vâng, nhớ subscribe kênh YouTube của mình. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của mình nha. Nhớ đăng ký kênh YouTube của mình. Cảm ơn tất cả các bạn.